Hai, chào tất cả mọi người nha, mình là NT đây. Hôm nay là ngày thứ 6 rất là đẹp trời. Trời mưa lâm gâm lâm gâm. Cả nửa tháng nay thì mình cũng chưa ra video cho mọi người xem. Thì cũng khá là buồn, nói chung tất cả mọi chuyện á, nó đều có lý do của nó thôi. Đều có lý do của nó. Thật ra cái lý do mà mình không làm clip nói chung cũng không phải là do mình, mà lại do là mình có mắc bệnh thôi. Cũng không giấu gì anh em, bệnh đó là bệnh lười mọi người ạ. Không, lười vãi lò luôn, vừa lười thật luôn ấy. Thì hôm nay là ngày thứ 6 nên mình cũng làm video về NT cho mọi người xem luôn. Sẵn qua cái phòng lại sau cái mặt của mình cho mọi người xem. Đây mọi người thấy là phòng mình, đây là cái chỗ mình đã ngồi một năm mấy nay rồi. Đấy, thấy gì chưa, thấy gì chưa. Đấy, thành viên mới mọi người ạ. Kể từ sau khi Dương đi thì nói chung mình cũng rất là sa sút về tinh thần lẫn công việc. Nói chung mỗi đêm không còn Dương ngủ hơi khó ngủ nên là mất ăn mất ngủ. Này có lần thành viên mới đây. Mình chỉ cho mọi người xem nó nhìn từ phía sau đây, mọi người thấy là nó xăm mình luôn, xăm chỗ luôn. Đấy, nên là mình không dám cho mặt nó cho mọi người xem. Đấy, sau lưng mình mới ấn tượng. Tiết lộ tí đó chính là thanh niên này tên Trình nha mọi người. Trình. Đấy, ok thì bây giờ mình sẽ vào game cho mọi người xem nha. Thì cái nick NT của mình đó là 36-35 tỷ sức mạnh đây. NT chim dài của mình 35 tỷ sức mạnh nha mọi người. Thì bữa hổm mình có đánh nhiệm vụ nắp 3-500 con. Thật ra thì nói chung khá là buồn, mình muốn chia sẻ thật luôn. Chính là mình định làm quay clip rồi, nhưng mà mình quay tới nó chừng cái nó bị sập nguồn á, cái nó bị mất clip, mình khá là buồn lên. Đây, hôm nay là tiêu diệt 159 con Abule nha. Thì chỉ còn mấy trăm con là xong nhiệm vụ. Bây giờ mình sẽ vô làm nhiệm vụ Abule, nhiệm vụ bất khả thi và nhiệm vụ Gambo nhé. Vâng, thì đây là kênh YouTube chính thức của mình NT. Thì mọi người nào yêu quý mình thì nhớ là like, đăng ký kênh giúp mình nha mọi người. 109k sub rồi. Nói chung là kênh mình lười 2 tuần rồi. Đây, 2 tuần rồi mọi người. Hôm nay mình sẽ làm video tập trung cho mọi người xem đây. Ngày 27 tháng 8 hôm nay chính là ngày lúc mình quay clip này là 10 giờ sáng ngày 16 nha. Đấy, mình 11 giờ này. Đậu xanh á, bây giờ thì vô game làm nhiệm vụ thôi mọi người ơi. Ok ok, NT đã quay trở lại mọi người ơi. Quay trở lại và là hai hôm xưa. Ok thì hiện tại là nhiệm vụ Abule 162 con. Bây giờ mình sẽ bêm tai nha mọi người. Mọi người sẽ thấy mình bêm tai tới 300 con là sắp mặt lò luôn đây. Bêm tai này cũng khá là lâu mà, nhưng mà không sao, cái map này là cái nhiệm vụ rất là dễ. Tại vì mình á, là mình HP, KI mình đã nâng map rồi. Nâng map cái tỷ số là 50 tỷ luôn nên là mình nghĩ là làm vụ rất là dễ luôn đấy, bêm tí à. Nên là mấy con game này mình chỉ xem nó như là cỏ rác thôi. Nên mà mọi người nào mà xem video của mình thì nhớ like đăng ký kênh giúp mình nha. Mọi người đang hóng video của mình thì nhớ like đăng ký kênh của mình video nhé mọi người. Thì mình sẽ cố gắng làm nhiều video hơn nữa một tí. Dạo này cho đỡ mắc bệnh lười, đậu xanh á, bệnh lười mới không biết có ai mà bệnh lười nữa. Trời ơi, nói thật tới cái nhiệm vụ này là mình nản nhất mọi người ơi. Cái nhiệm vụ này nó có cái nhiệm vụ gấp bơ be ghi nè. Đậu xanh á mọi người thấy nè. Có hai con à, đứng đây nè, đứng chạy lên chạy xuống em hai con, đúng hai con duy nhất, nếu còn map nào có. Cực khổ vãi cái chưởng ấy, cứ đi xuống đi lên. Đúng khổ luôn, cái nhiệm vụ này nhiệm vụ bất khả thi nhưng thật ra thật. Dù VIP hay cùi á, mình nghĩ nó cũng làm rất lâu. Tại vì dù bạn có VIP cỡ nào, bạn bêm nó hai cái cũng chết. Bạn cùi cỡ nào, bạn bêm hai cái cũng chết. Đấy, giờ thế nào cũng như nhau đấy, mình bêm hai cái cũng chết à. Trời ơi, nó cực anh em ơi. Nó cực hơn chứ cực nữa. Nãy giờ mình chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Mình bêm nó giờ 100 mấy lần đây. Mà điện thoại thì nó rất là chậm nha. Nó điện thoại mình là cái điện thoại X9 nên nó rất là nhanh rồi đó, nhanh nhất trong cái điện thoại đó. Giờ gặp siêu quái thế này. Đấy, giờ này là 197 con rồi, chỉ còn 3 con nữa nha mọi người. 3 con nữa thôi, mình thì mình đánh không siêu quái không lại đâu. Nãy giờ khu nào cũng gặp cứu chứ. Ui, tiếp tục với chúng nó đông lắm anh em ơi, chúng nó đông lắm. Tiêu diệt thằng lằn xanh 100 con. Mình nghĩ 100 con này mình chỉ cần bêm vài hit là chết. Đấy, bây giờ qua mắt thằng lằn xanh thôi anh em ơi. Điện thoại này là điện thoại X9 Samsung Galaxy X9 nên là chạy rất là nhanh. Chạy rất là mượt mà điện thoại mà chạy vậy là ok lắm rồi. Bây giờ anh nghe nói anh em chưa hết toàn bị khóa. Nghe buồn chán vãi. Điện thoại người ta chơi hack. Điện thoại thì nó chơi chậm rồi, không cho người ta chơi hack nữa. Đề game không biết nghĩ gì. Mình sẽ tiếp tục với nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ tiêu diệt 100 con thằng lằn xanh nha. Bây giờ mình sẽ đi làm nha mọi người. Ui, quá mệt mỏi luôn, mình nói thật. Quá mệt mỏi cái nhiệm vụ này, đánh mấy ngàn con. 500 nè, 500 cộng 400 là 900, 900 cộng 300, 1.200, 1.200 cộng 200, 1.400, 1.400, tổng cộng là 1.500 con mọi người ơi. Vâng, chào mọi người nha, đây, hiện tại này nha, mình đánh sắp mặt lờ luôn, thì hiện tại cũng là 12 giờ rồi.
Trời ơi, đánh nãy giờ làm cái nhiệm vụ mà biết lâu luôn đây. Chỉ còn hai con nữa thôi mọi người. Hai con nữa là xong cái nhiệm vụ bắt khả thi rồi. Tuyệt vời ở mặt trời. Tuyệt vời, tuyệt cú mèo, tuyệt. Vâng, bây giờ thì bay về đi lại đảo Gugu xem nào. Người ta nói mà tranh thủ không bằng cao thủ mà. Rất là vui mọi người, nick này cũng khá là mình bỏ bê hổng gài nên mình sẽ cài lại cho nó. Cucu, ok, cucu luôn, đánh cucu luôn. Bây giờ cucu thì chúng ta qua thành phố Vegeta. Thì cái điện thoại thì nó rất là chậm, độ xanh đi nó từ tè đây. Điện thoại mình là mình cảm thấy rất là nhanh này, không biết mấy điện thoại khác. Còn sao nữa, đến cucu năm ngọc. Đấy. Cucu, mày không có tuổi. Cucu, chim cu hay là cucu cũng chết à, cũng phải chết. Đây. Dễ thôi. Thì mình không có đồ mặt mọi người ơi, mình tại vì nick mình VIP quá à, nên là cái nhiệm vụ này nó rất là dễ. Nên mình không cần đồ, mình chuyển đồ hết, mình mặc đồ cùi thôi. Tiêu diệt mập đồ đinh, mình sẽ làm tốc độ bàn thờ cho mọi người xem. 1 triệu USB, 150k đến từ vị trí của nó. NT, quá dữ, một tin đang bị đau. Cuối cùng là Gambo, nhanh quá, bem khốc liệt quá đi. Tuyệt vời, tuyệt cú mèo. Mọi người xem video thì đừng quên like, đăng ký kênh, subscribe nhá. Nhớ ăn cùng theo dõi những video mới nhất của NT. Đây, tiếp tục là con Gambo mọi người ơi, tốc độ bàn thờ luôn. Thì cái trang này là cái cái trang đầu tiên mà mình mua. Cái điện thoại này nó có hiện tượng giật lắc nhẹ nhẹ. Cấp độ 1, cấp độ 2 Gambo. Trời ơi, 10 con Gambo còn chết nữa. Không sao, Gambo chuẩn bị chết rồi. Mình cũng sắp chết nhưng không sao. Mình nè à. Này, mày hay rồi, mày giết tao rồi. Không sao, mình bem lại, mình hồi sinh, mình như ngọc mà, còn cái 6 hoàng ngọc mà. Mày sợ tao chưa? What the fuck? Bem sắp chết mà cứ sợ tao chưa? Ok, xong nhiệm vụ tiêu diệt đệ tử nha mọi người. Thì cái nhiệm vụ tiêu diệt đệ tử chính là nhiệm vụ Gambo nè. Đấy, bây giờ đi trả cái lớp nhiệm vụ và xong cái clip. Đấy, quá dễ dàng. Nhiệm vụ nè, kỹ năng nè. Ok, và cái nhiệm vụ tiêu diệt sát thủ thì để clip sau quá nhá. Và nở tên chim dài à. Đây là HP 500k nè, sức đánh 24k nè, KI 160k, tại mình chưa nâng thôi. Còn hết tiềm năng rồi mọi người, để vậy bởi mình up có tiềm năng rồi mình nâng nữa. Và bây giờ thì chấm dứt video đây, bye mọi người nhé. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ nở tên nhé.